Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học vần uân. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Uân. Sở uân xuân. Xuân. Mùa xuân. Mùa xuân. U ớ nờ uân. Uân. Hờ uân huân. Huân. Huân chương. Huân chương. U ớ nờ uân. Uân. Tờ uân tuân huyền tuần. Tuần. Con tuần lộc. Con tuần lộc. U ớ nờ uân. Uân. Khờ uân khuân hỏi khuẩn. Khuẩn. Vi khuẩn. Vi khuẩn. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!